Tiếp theo, chúng con xin mời máy từ Zoom 336 Galaxy A10 và xin máy của bác Quang Minh chuẩn bị ạ. Ôm A Di Đà Phật, con kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh, con kính chào là tu sĩ Diệu Âm, con kính chào ban tổ chức cùng chư vị liên hữu đồng tu khắp nơi trên toàn thế giới có mặt trên Zoom hôm nay ạ. Dạ con xin có câu hỏi. Con có một người chồng đã sống trong bóng tối 20 năm, nhưng con có khuyên là chiều thứ sáu, chiều thứ bảy là cô tới nhà tôi chỉ đi có 5 phút thôi, tới là tham gia như nghi cũng được, chứ không thấy thì nghi cũng được. Nhưng mà cô nói là mình ăn hiền ở lành là được rồi, chứ làm gì mà tôi không thấy mà nói đi nghe. Thôi như vậy thì cô không chịu. Thì tôi có cái máy quy 10 niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm, cô để cô nghe hàng ngày cũng được, từ từ thấm rồi cô tham gia cũng được, không sao. Nhưng giờ cô cũng mới cách này 5 ngày cúng mãn tang cho chồng, con cũng có khuyên như vậy. Khi mà cúng xong con cũng nhà sắc xanh nhiều, con cũng không có dùng ngũ tâm, con cũng không có ăn mặn, cho nên là con đi về. Nhưng mà gia đình rồi ai cũng nói con thì này kia, cho nên con có giờ có cách nào mà để khuyên cô ấy tin tưởng mà phát lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không ạ? Con thành kính tri ân công đức cư sĩ Diệu Âm từ bây giờ. A Di Đà Phật. Bác đã làm như vậy là hết sức rồi, không nên khuyên gì nữa, mà hãy lo tu cho mình, quyết cho mình thành tựu đi. Hy vọng sự thành tựu của mình làm cho những người mà có duyên mình khuyên mà không nghe, họ giật mình tỉnh ngộ. Chứ một người không chịu nghe mình có nói thêm nữa nhiều khi cũng vô ích. Tốt nhất là hãy tìm những người nào mà người đó thích thú, người đó có cảm tình, nhờ người đó nói giùm thì hay hơn là chính mình nói. Tại vì bác làm như vậy, bác đã đưa mấy này rồi, đưa tài liệu này thì là tài liệu kia cho người đó, mà người đó không tin, không làm theo, thì thực ra gặp dâm cũng đành chịu thua, cho không biết làm sao không. Cho nên mình hãy vui vẻ đi. Một người khi gặp câu A-di-đà Phật, nhiều khi mình chưa khuyên được một lời mà họ đã tin hơn mình nữa, là vì thiện căn của người đó đã có sẵn. Một người mình khuyên lên khuyên xuống, khuyên ra khuyên vô mà người ta vẫn trống, vẫn bán, vẫn lơ là tại vì thiện căn người ta không có. Tất cả đều ở tại cái căn lành của người đó có hay không, chứ không phải là mình khuyên là người ta có thể thực hiện được. Vậy thì yên chí đi, khuyên một lần hai lần không được thì coi như là người đó không có duyên. Mình chỉ đem công đức hồi hướng cho họ, mong cho họ có một cái duyên lành để họ tin, vậy thôi, chứ không biết làm sao hơn nhé. À Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Dương.